Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Bui TV. Thì những cái số về iOS 13, những cái mẹo, những cái tính năng bây giờ mình lên chưa có hết luôn. Thì đã có một cái phiên bản mới, đó chính là iOS 13 Developer Beta 2. Và ngày hôm nay thì mình cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng cập nhật lên. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cập nhật lên một cách rất là chi tiết luôn. Để những bạn nào mà chúng ta đang còn ở những cái phiên bản cũ thì vẫn có profile để các bạn có thể lên mà không cần dùng tới máy tính hay là MacBook hay là Windows, vứt hết đó. Thì chúng ta sẽ lên thẳng trực tiếp ở trên điện thoại như thế này luôn, và cái dung lượng của nó thì cũng tương đối nhẹ nhàng thôi, khoảng gần 700MB ở trên cái chiếc iPhone XS Max của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách chi tiết nhất từ A đến Z luôn để bạn có thể dễ dàng cập nhật nhất. Rồi và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi và đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video. Thì đường link này nó sẽ dẫn tới cái trang web đó chính là FTOS. Và các bạn sẽ tải cái phần mềm này về của cái trang trên này. Đây, mình sẽ tải về chung với các bạn luôn nha. Và các bạn sẽ tải về cho mình đó chính là FTOS 12. Chứ còn bản 11 hoặc là VIP thì các bạn sẽ phải donate cho người ta. Cho nên là mình sẽ tải bản trên cùng và chọn vào cho phép. Rồi sau khi đã có cái pop-up là cài đặt hồ sơ xong thì bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt. Tiếp theo các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt chung, tìm xuống ở bên dưới phần cấu hình. Thì khi các bạn chọn vào, chúng ta sẽ có FTOS 12 nằm ở đây và tiếp tục chọn vào nó. Các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt, rồi nhập cái mật khẩu của iPhone của các bạn vào và sau đó cài đặt một lần nữa. Xong. Rồi tiếp tục, khi mà các bạn quay trở lại màn hình home screen thì chúng ta sẽ có cái icon của cái ứng dụng này nằm ở đây, mình sẽ chọn vào nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng set up một tí, mình sẽ chọn là tiếng Việt, rồi tiếp tục nè. Chọn thêm đen đi cho nó giống iOS 13 ha. Rồi tiếp tục luôn. Đây là một số những cái thông tin mà họ yêu cầu cho chúng ta đọc. Thì nếu như các bạn đọc xong rồi thì bạn sẽ chọn cho mình là tiếp tục và đã đọc. Đó. Họ kêu là phải đọc rất là kỹ cái phần chú thích đó và tiếp tục dùng FTOS. Và đây là cái giao diện chính khi mà các bạn truy cập vào FTOS. Thì khi mà bạn lướt xuống bên dưới, chúng ta sẽ thấy ở phần firmware sẽ có một cái mục đó chính là iOS 13 Beta và iPadOS 13 Beta. Thì các bạn chọn vào thì chúng ta vẫn có thể lên cho iPad cũng như là iPhone. Thì hai cái thiết bị này chúng ta có thể lên chung một cái profile này được, hoàn toàn bình thường. Rồi, chúng ta sẽ chọn là cài đặt. Tiếp tục chọn cho phép. Đóng. Rồi sau khi đã chọn cho phép xong thì một lần nữa các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt chung và phần cấu hình. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái cấu hình đó chính là iOS 13 Beta Software. Các bạn sẽ chọn vào và tiếp tục là chọn cài đặt. Nhập mật khẩu một lần nữa và rồi ok. Rồi. Mình sẽ chọn là khởi động lại cái iPhone của mình. Ok, sau khi các bạn đã khởi động lại cái chiếc iPhone của bạn xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật lên cái phiên bản mới nha. Các bạn sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt. Và ở đây tìm xuống phần cài đặt chung, cập nhật phần mềm. Thì chúng ta sẽ đợi nó load một tí. Thì các bạn sẽ thấy cho mình là iOS 13 Developer Beta 2. Và tiếp tục chọn tải về và cài đặt. Rồi xong, đó tải về và cài đặt. Đó, thì bây giờ công việc của bạn là ngồi đợi. Và mình khuyến bạn là chúng ta vẫn phải backup tất cả những cái dữ liệu quan trọng của bạn lên máy tính. Rồi chúng ta mới có thể update lên. Và bây giờ thì các bạn đừng có ngắt kết nối nha. Nó sẽ khá là nguy hiểm. Rồi và trong lúc đó thì mình cũng đã đo thử hiệu năng bằng GarageBand 4, mình sẽ show cho các bạn xem. Ở cái phiên bản trước thì chúng ta sẽ cùng so sánh với phiên bản này, tí nữa mình sẽ đo sau. Thì ở phiên bản trước chúng ta sẽ có là 4815 điểm đơn nhân và 11483 điểm đa nhân. Một điểm số tương đối là ngon và nó cũng tương đương với phiên bản iOS 12.3.1. Thì thực sự mình vẫn chưa thấy nó nhanh hơn quá nhiều. Mặc dù là cái Face ID, riêng về cái Face ID thì mình đã thấy nó nhanh hơn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái phần này và chúng ta hãy cùng đợi nha. Rồi ok, hiện tại thì mình đã cập nhật lên phiên bản iOS 13 Developer Beta 2. Thì bây giờ mình sẽ truy cập và cho các bạn xem nha. Đây phần cài đặt chung giới thiệu. Và đây các bạn có thể thấy cái tên mạng của nó sẽ hơi khác một tí là 17A5508M. Cái chiếc iPhone của mình là XS Max. Thì trong thời gian đó mình cũng đã tiến hành đo hiệu năng bằng GarageBand 4. Thì khi mà mình đã đo xong thì chúng ta sẽ có cái kết quả như sau. Đầu tiên là điểm đơn nhân sẽ có điểm là 4831 mà đa nhân sẽ là 11131. Nó sẽ thấp hơn so với cái phiên bản iOS 13 Developer Beta 1. Các bạn có thể thấy nó nằm ở đây. Tuy nhiên thì cái sự sụt giảm hiệu năng của nó cũng không có quá nhiều. Và khi mà các bạn sử dụng á, các bạn sẽ không có cảm nhận được quá nhiều điều khác biệt ở trên cái chiếc iPhone XS Max. Hiện tại thì mình chưa có lên những cái thiết bị khác cho nên là mình không có biết được là nó tăng hiệu năng hay là giảm hiệu năng.
Tuy nhiên, trên chiếc iPhone XS Max, mặc dù nó có cái số điểm như các bạn có thể thấy, nhưng mà mình dùng thì vẫn thấy nó ngon lành bình thường, phê đi và mờ rất nhanh và không có gặp cái tình trạng gì quá nhiều. Rồi vậy ở số tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn những cái tính năng mới ở trên iOS 13 Developer Beta 2 để thử xem là những thứ mà Apple họ nói họ có mang lên iOS 13 thì họ có mang lên hết chưa, hay là còn thiếu cái gì thì mình sẽ bổ sung tiếp ở một video tiếp theo. Và rồi ok, và như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể cập nhật lên cái phiên bản iOS 13 Developer Beta 2 một cách rất là đơn giản, trực tiếp ở trên điện thoại, và các bạn có thể giữ cái profile này để sau này chúng ta cập nhật lên những cái phiên bản tiếp theo, Beta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ri đồng dài xì gì đó thì các bạn vẫn có thể update lên được bằng cái profile này. Còn phiên bản chính thức thì khi nào có thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn sau. Rồi và như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn xong và cảm ơn các bạn đã coi hết clip của mình. Và nếu như thấy video của mình quên, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Phương TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.